thấy hai chồng trẻ quá chị ơi. Cái này là dưới 21. Bây giờ hỏi em bao nhiêu tuổi? Dạ em 22. Anh Thuận hỏi nè, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Hai em làm trong một công ty. Lúc đó là công ty có tổ chức đi chơi. Đâu ngờ hai đứa ngồi gần nhau nên em có xin số điện thoại vợ em. Lần đầu tiên em nhìn thấy cô này thì ấn tượng gì về cô? Ấn tượng là có cái răng khểnh. Còn em có ấn tượng gì về anh nào? Thấy mặt lúc nào cũng đơ đơ, giống kiểu lạnh lùng á, nhưng mà em thấy lạnh lùng thấy lạ lùng. Bôi lạnh lùng nữa đúng không? Rồi bao lâu thì mấy đứa mới bắt đầu là thấy để ý nhau? Dạ giờ rồi em có số điện thoại nhắn tin hỏi có qua bên nhà anh chơi không. Vợ em có trả lời là đi, em nghe là mới lần đầu ngủ mà đi ghê vậy. Không phải chị, tại lúc đó cũng có một cái anh kia cũng đang cua em á, mà ngày nào cũng qua mọc rễ bên phòng em á. Em kêu thôi trốn này đi luôn, mà chờ em đi chơi mà có đường chính không có đi, đi vô đường tắt mà xe xô hiệu lánh vào rừng núi gì không à, là em sợ bị lừa bán qua Trung Quốc. Tại mà ổng làm mặt ngầu, ổng có nói chuyện không hỏi chuyện gì em hết trơn á, là em nhìn sau đuôi xe nè, lúc nào tôi sẽ sẵn sàng nhảy xuống xe vậy đó. Đi chơi đâu mình dạ, lắc vô trong dạ, chở qua nhà ảnh chơi. Chở qua nhà ảnh, nhưng mà chở qua nhà rồi có vụ gì không? Dạ không, tại ngồi nhậu ở bên ngoài có cái chòi trước nhà là mấy anh em ngồi nhậu ở đó chơi. Rồi có khi nào nhậu xỉn rồi ổng có vụ gì không? Vụ đi ăn chè. Đi ăn chè vô ngồi gác chân lên ghế, mặt Vinh ăn gì kêu đi, nói vậy đó là em thiệt chứ 10 điểm là em trừ hết 9 điểm rồi. Rồi cái khách đi về đang chạy xe vậy mà chạy nhanh thiệt nhanh vậy, người giống như lắc lắc trong kiểu phiêu nhạc vậy, xong cái thằng ấy két không nói này bước xuống đứng tè đứng sát tên luôn. Thà nói em chờ anh xíu nha, không đứng qua tè thì em tưởng tượng giống kiểu trôi luôn cái thùng muối của người ta vậy đó, trôi luôn cái thùng muối luôn á. Xong cái lát ra tè xong kêu em anh xịn quá em chở anh đi, mà thật ra là không có xịn lắm đâu, mà lợi dụng ngồi sau ôm thôi. Nhưng mà sao với những cái tính đó mà em vẫn yêu ảnh hả? Dạ lúc đầu thì ổng lạnh lùng, ổng không quan tâm, không biết quan tâm chia sẻ là gì á, nhưng mà càng tiếp xúc sau này ổng càng quan tâm tới em á, cái là bắt đầu em cảm động. Lúc đó xong rồi em chở đi chơi về, xong rồi hai vợ chồng nhắn tin qua lại nhiều lần. Rồi có một lần em với vợ hai chồng nhắn tin nhau. Nhắn sao em? Nhắn sao nè? Tự nhiên hỏi em bây giờ anh không được hoàn hảo như người ta thì em có thương anh không? Cái em kêu ủa đâu có ai hoàn hảo đâu. Cái chứ không, ý là người bị khiếm khuyết hay thiếu một cái gì đó. Cái em kêu ủa mình nhìn ông ngày nào đi làm thấy chân tay đầy đủ, mắt mũi đủ, thiếu gì đâu. Hỏi lên nó kêu chứ bây giờ người anh không đầy đủ như người ta, em có thương anh không? Trả lời được rồi anh mới nói. Cái em không dám trả lời luôn, em kêu lỡ thương là lỡ, không bị mất cái gì quan trọng gì sao. Tụi ông đầy đủ hết, thiếu con thứ à. Em mới đưa tin nhắn cho em trai của em coi, em kêu chứ trời ơi sao bà khùng quá vậy, con trai thiếu mà ông không dám nói là cái quan trọng, mà quan trọng con trai là cái gì, rồi xác định đi. Là em cũng nghĩ tới cái đó rồi càng rối nữa. Dạ rối lắm, mà anh cũng không hỏi, anh không nói luôn, anh kêu để vài bữa nữa đi anh hẹn gặp là anh cho xem. Trời ơi sao con trai này. Em kêu sao con trai này biến thái vậy trời. Mà hiện ở chỗ tối nó kìa. Cái em sợ em mới mở cái đèn pin điện thoại lên. Em kêu chưa? Sẵn sàng chưa? Cái ba ơi, chị á, sẵn sàng chưa? Mà em sợ, đúng là cũng trong tư thế chuẩn bị chạy á. Cái em kêu giặt tay áo lên đi. Cái là, cái xẻo á, cái tay bên phải là bị máy cuốn á. Có nghĩa là đứt gân luôn á, bị nổi gân từ đây xẹo hết nguyên cánh tay luôn. Thế là em nhìn chị em thương luôn. Thương luôn đúng không? Cái máy cuốn máy gì vậy? Cái máy cán gì là loại cán chứ sao nó cũng mía vậy? Dạ. Ồ vậy đó hả? Dạ. Tay gì em? Tay sao những máy? Dạ tay phải. Đây nó bị không phải tay nó mía mà cái máy như cán bột làm bánh bao á. Mà bây giờ cái tay em đã hoạt động vẫn bình thường đúng không? Dạ vẫn bình thường, mấy là nó không thẳng được nhưng vẫn còn hạn chế đúng không? Dạ dạ. Yếu như là chắc chắn nó sẽ yếu hơn cái tay tay trái rồi. Nhìn thấy cái đó là thương liền đúng không? Dạ. Rồi có cảm thấy ái nai khi mình nhìn, mình nghĩ trước đó là mình nghĩ ông thiếu cái khác. Đó, em mới nhìn cái em mới trời ơi hên quá, cái ủa hên gì bà nội. Cái em không cái gì ý trong đầu mình nghĩ hên mọi cái đó. Mình quen mình lớn thương rồi mà lỡ khi nó thấy em vậy em không chịu nữa thì em mới nói thật lòng vậy. Nói thật lòng. Rồi là em có bao giờ em có suy nghĩ là hay là mình phải kiểm tra trước để xong tự dụ sau tay đó là em hết nghi ngờ rồi. Rồi hai đứa thân thiết khăng khít nhất là em là em ở với gia đình hay là ở đâu? Dạ hai chị em là nhà ở Đắk Lắk. Và hai chị em xuống dưới Vũng Tàu làm ở nhà thuê ở trọ. Dạ rồi ảnh có khi nào qua thăm em ở lại không? Ở lại miết luôn, đi học tin á, không học cũng ở mà học thì cũng ở. Ở lại hả? Ở lại rồi chưa cái lần nào vậy? Từ chưa khi mà nào? Sắp hâm hỏi không rồi chuyển chuyển trà trọ mới có
mới có gì. Rồi mới có gì đó, kể anh nghe. Mới có cái vụ đó đúng dạ. không? Dạ lúc đầu đang để ý không cho. Giống như robot vậy, em không có cho mà. Không có cho. Mà có thằng cu chứ đâu có dám la đâu. À không, có nghĩa là em bị gọi là vũ lực đúng không? Đúng không? Mà không nói không năng gì, coi như là robot mà coi như là nhào vô ăn thịt người đúng không? Ăn cướp la làng đó. Đã đời xong cái nằm ra miếu, em hỏi: "Ủa vụ gì trời? Anh mới xin rồi." Trời ơi. Trời ơi, cái té thế kỷ luôn á, thiệt á. Nó nghe nè. Em khóc thiệt hay là em khóc giả? Không, ông chỉ miếu thôi. Ông làm mặt buồn vậy, ông không nói gì, em miếu. Em hỏi: "Ủa sao vậy, vụ gì vậy?" Em mất gì rồi. Cái bắt đền em mới chứ, cái tôi bắt đền ông mình thôi, nó bị bắt đền tôi. Thấy thương vậy. Rồi xong từ bữa đó là coi như hành hạ em tới giờ em dạ. còn năm mấy ký luôn. Dạ. Lúc đó em 65 ký mập lắm. Ồ. Giờ còn 5 ký. Rồi. Kể từ cái đêm mất jean đó đến lúc đám cưới là bao lâu? Đám cưới là được có mấy tháng, cỡ 4 tháng. Hỏi rồi mới ở, mới chuyển nhà trọ. Dạ. Rồi mới có cái vụ ăn cơm chiếc kẽn đúng không? Rồi sau nó mấy tháng là lấy nhau. Dạ. Lấy nhau được 5 rưỡi rồi. 5 rưỡi rồi. Bây giờ có tật xấu gì không nè? Đó, phải. Đó. Đây đó, đây là giây phút để cho các bà vợ. Tật xấu ở nhà em đó là rất là khô khan. Đơ như một khúc gỗ, không có lãng mạn gì hết trơn á. Mà mới cưới là ngày Valentine 14 tháng 2 á, hai vợ chồng vẫn đi làm bình thường. Cái em ấy bí mật nhờ mấy đứa cháu, mấy đứa em ở nhà là thuê phòng hát karaoke á, thắp nến hình trái tim, mua bánh kem, tạo cho bất ngờ chắc ổng vô á. Cái mặt ổng nó không cảm xúc đâu, giống kiểu là khinh bỉ, giống như kiểu là ba đồ yêu. Không có một cảm xúc, không cảm ơn em luôn, không hề ôm hôn một cái luôn á chị. Sao kỳ vậy? Kỳ. Tại sao vậy? Hay là em sướng quá rồi em đơ luôn? Tại người em anh không thích mấy cái chuyện mà làm như vậy. À, tức là em không thích màu mè đúng dạ, không? Dạ, đúng không? Chứ giờ em thích cái gì em nói nghe coi nè. Em thích bình thường. Chứ còn không có thích hoa hòe, rồi không có thích quà cáp, không có thích nựng niệu rồi. Anh yêu em yêu anh đồ, phải không? Dạ không. Nhưng mà có đi chùm thả bom. Đang ngủ ngon lành. Nhèo qua bịt kia xong bịt mũi lại, em tưởng bị mộng du mà. Em tưởng mộng du giết ai vậy. Em dùng vậy, em nhảy cái gì vậy. Im, cái này thúi á. Cái em kêu, buông đi. Bò ra mở cái phòng ra thở. Mật quạt thiệt là to lên xong rồi mới bò vô ngủ tiếp. Là làm xong rồi bịt mũi lại. Tức là hệ tiêu hóa tốt. Bạn này hệ tiêu hóa rất là tốt. Rồi, còn gì nữa? Thấy vợ khóc á, cái là khóc theo à. Chồng em rất là dễ cảm động. Khóc lóc đã đời xong cái quay hỏi: "Còn vợ không, có cái làm hòa hay?" Coi như vừa khóc vừa ấy. Mà em dạ. có cho không? Dạ. Thì không cho rồi cũng đi vậy. Giống như kiểu là trên buồn dưới vui á. Coi như trên thì khóc mà dưới vui đó. Ừ. Dễ thương quá hả? Rồi. Bởi vì hèn chi ông ốm là phải rồi. Đúng rồi. Ừ, cảm xúc ông lạ quá mà. Ừ. Rồi giờ tới em đó. Vợ có tật xấu gì không? Dạ có ạ. Như là đang hai đứa mở điện thoại vậy á, đè ra nhổ gâu, gâu có nhổ bao nhổ phân nửa à, còn nửa bỏ ăn ngủ. Cái mai đi làm cái công ty gặp ở hôm nay gỗ gâu nhổ nửa để chọc quá chứ. Làm tới dạ. Có vụ kia có nào làm phân nửa không? Dạ không. Có thêm rồi chứ không có gì. Còn gì nữa? Với như là hai chồng đang phơi đồ, em như là mới giặt cái em đứng em bỏ đồ vô, đứng hoài tuột quần đứng cờ khe. Tại vì anh khoái nhất là cái chi tiết mà tuột xong rồi đứng cười khè khè. Mà em khoái không? Dạ, đôi khi em cũng nóng, em cũng la hoài. Mà xung quanh mà có bị hàng xóm? Dạ không, có người ấy là chết luôn. Còn gì nữa? Như bơi bói, nấu ăn xong bơi bỏ tùm lum tùm la. Nhõng nhẽo ưa là được. Anh ơi muốn mua này mua nọ, gian lần nít nhõng nhẽo. Tan nít mà. Trời ơi. Ủa em là chưa có baby đúng không? Dạ chưa. Dạ chưa ạ. À, mong muốn cô bé này thay đổi điều gì? Dạ em muốn vậy, thay đổi là trưởng thành hơn, ca làm gọn gàng trong công việc. Coi như là quán xuyến tề dạ. gia nội trợ tốt dạ. có đúng không? Dạ. Chỉ mong muốn được một baby. Mong muốn được một baby. Tại hai chồng em cưới được gần 2 năm rồi nên ông bà già bà dù hại bà nội rồi đi tích. Là giờ mong rồi, em mong dạ. thì anh thuận chút thôi. Dạ. Rồi chút nữa đi, chút nữa. Thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Tôi xấu của anh thì dễ thương mà. Giống như ảnh trong mắt em là hoàn hảo rồi. Em chỉ muốn ảnh là lâu lâu ngày lễ hay kỷ niệm gì đó thì ảnh lãng mạn hơn với em một chút xíu. Bớt nóng nãy á. Giống như đi ra đi chơi mà kiếm gì không ra cái bỏ nghỉ ở nhà luôn đi. Em bị quýu á, muốn tìm cái đó phải bình tĩnh em mới tìm ra được, cái mà quýu lên là em sợ. Có khi nào mà mạnh tay mạnh chân với em chưa? Dạ có, em mạnh tay mạnh chân. Thôi vậy cũng vui rồi.
Thật sự anh nghe như ông chồng là mạnh tay mạnh chân với vợ, anh rất là khó chịu. Dạ. Mà nghe em nói gì là vui rồi, đúng không? Dạ. Bây giờ có hứa một cái điều gì đó với vợ hay không? Dạ. Dạ em hứa với vợ là anh sẽ lãng mạn hơn và sẽ không bớt nóng tính hơn.